Wow, xin chào quý vị. Hôm nay chính sẽ lên máy bay ra Hawaii với quý vị, đi tắm biển. Thì lâu rồi cũng không tắm biển ở Hawaii nên hôm nay mới lái trực thăng. Ấy, có bằng lái chưa vậy? Có rồi, mới lấy hồi tối hôm qua. Rồi. Chuyển phát nhanh tới, cái bằng mới chuyển phát nhanh tới mới lụm khoảng 11 giờ đêm hôm qua quý vị. Bây giờ gọi là lâu ngày không có đi tắm biển ở Hawaii nên phải lấy trực thăng đi nha. Rồi, mọi người vào bên trong nha. Được không? Lái được không? Ổn không? Được. Ổn hả? Tôi biết cái này, tôi biết được cái nút on nút off rồi. Vậy. Học tiếng Anh là English for today. English for today on off cũng được. Rồi, vô đi cơ trưởng. mới lấy bằng tối hôm qua mà sáng hôm nay mới là lấy cái bằng hôm qua mà tối nay lên luôn. Rồi. Cơ trưởng luôn hả? Cơ trưởng luôn hả? Pilot. Rồi cơ phó đâu rồi? Cơ phó đang ăn cơm. Ý là cơ phó nghe nói mới lấy bằng máy bay tối hôm qua nên xin nghỉ phép hôm nay. Tự nhiên bữa kia nó đập cả năm, ngày nào nó cũng đi làm gọi là đúng giờ á. Ngày nào nó làm chăm chỉ lắm. Mà nói này tôi hôm nay đại ca chở em đi tắm biển Hawaii, ngắm mấy người đẹp bốc lửa luôn ở Hawaii á. Tự nhiên tối cái mới gọi điện kêu anh ơi, hôm nay em bị rối loạn chuyện tình không có đi, ngày mai em đi được. Tự nhiên off ngang xương rồi là xin nghỉ đột xuất luôn. Rồi mình mới có lấy cái bằng tối hôm qua nữa nhé. Đây rồi. Đây là cái khoảng lái hả? Cái gì vậy trời? Cái gì? Sao nhiều nút vậy? Con off gì từ lưu hút dưa hết rồi. Có hai không bé hết. Có 20-30 nút tao gì đâu. Trời ơi, tôi nhớ hôm bữa ông thầy huấn luyện cũng cho tôi có một nút on, nút off với nút ok thôi. Tuy nhiên hôm nay đầu vô đây thấy là 20-30 nút rồi on off hết. Đồng hồ vậy nè. Rồi. Đồng hồ thiếu 5 cái sao chỉnh gì đây? Mới lấy bằng chưa thuộc bài. Ê. Học có 1-2 nút, lúc nút on, nút off rồi vô đây quá trời nút on, nút off mấy chục nút luôn. Nhìn muốn rối loạn tiền đình đúng không vậy? Nhìn giờ rối loạn tiền đình không biết là ổn đây. Suy nghĩ rồi. Thôi giờ cứ vô lái thử đi. Đây, bên dạng. Đây. Đây là một chút nữa có một em gái gọi là hot girl cũng xin đi theo bạn, mà trước khi đi nó cũng tâm lý lắm. Rồi bây giờ chính mời mọi người ra ngoài cắm tải nha. Ngồi lái đi, đứng ngồi bên ngoài cắt chỗ này nha, cắt chỗ này. Rồi. Ủa sao đi về nhanh vậy? Kết thúc chuyến bay. Đi nửa đường thấy cái báo xăng hết rồi. Cái thằng này, thằng trợ lý này làm ăn kỳ cục quá. Tôi nói là đi Hawaii cứ hồ quay trở lại, nó tưởng tôi đi tới đó thôi rồi đổ xăng ở đó. Mà đó đâu có cây xăng nào đâu. Giờ đổ kiểu này chắc cho này nó nghỉ việc quá. Làm ăn kiểu này là không xong rồi. Nhìn ăn làm ăn gì sống nhăn à. Trời, tôi mới lấy bằng nữa mà có chơi đưa xăng của này phải là cả khó vô cùng đúng không quý vị? Cái này khó đỡ thiệt á. Đó thôi giờ đi có một chiều thôi, đi được nữa à. Đi Hawaii mà mới tới đảo Phú Quốc phải quay về. Đó, khổ lắm. Nghề cơ trưởng này khổ lắm quý vị. Mà về nhà kiếm máy bay gì nó gì dễ lái chứ máy bay này. Đó. Nè. Đó. Hồi nãy giờ là gọi là khởi động rồi nhưng mà chưa có dám bay luôn. Mà không đủ xăng. Đó. Đó, đi nha, không. Nhìn cái đó. Rồi. Nó không nghĩa càng luôn, càng dài. Ui, càng dài đúng vậy. Rồi mọi người vào bên trong nha. Rồi, tôi mới lái, mọi người yên tâm đi. Tôi có đóng bảo hiểm rồi. Có bảo hiểm nhân thoại rồi, mọi người thấy là yên tâm. Tôi cũng có cái số điện thoại báo cho người nhà của quý vị hết rồi. Có gì cứ yên tâm. Không có sai sót gì đâu. Rồi bây giờ chính là wow quý vị ơi, đây là chiếc trực thăng nè quý vị. Bây giờ mình lên sân thượng, có một chiếc trực thăng đang chờ sẵn nè. Bây giờ mình đi một vòng lên máy bay trực thăng thử cho quý vị. Hồi nhỏ giờ chưa được đi máy bay trực thăng như thế nào luôn đó. Phi công đang ngồi đợi đó. Đó pilot đang ngồi đợi mình. Ổng mở, ổng khởi động rồi đó.
Khăn nó quay kìa, cánh nó quay. Phi công nữ. Đây đây đây. Thì không chờ xem, chị khăn đây. Review nha. Wow. Động cơ của nó rất là mạnh luôn quý vị. Chiếc trực thăng. Đây là toàn cảnh nha quý vị. Ra trên sân thượng đây. Toàn cảnh của thành phố Cần Thơ. Đó. Đó, phía trước là một con sông là kênh nè quý vị. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, ở khu bên này là khu nhà nhà phố, còn bên kia là bên cách con sông cơ. Đó, nhà rất là nhiều luôn. Đó. Đây là khu vực thành phố Cần Thơ. Đó. Rất là đẹp. Đây, mọi người thấy ha. Đó, rất là đẹp luôn. Chính vì view 360 độ ở trên sân thượng cho quý vị mình xem ha. Đó. Ở đây có chiếc trực thăng helicopter nè. Đó. Có giờ chuẩn bị lên lái máy bay nha quý vị. Lên máy bay. Chiếc trực thăng này là bay là khắp nơi luôn. Đây có đâu rồi? Trợ lý chưa vô hả? Trợ lý chưa có vô. Chiếc trực thăng này chở phi công mà lại máy bay lại khởi động rồi đó. Bật máy lạnh trước. Thì sao má? Ở trong là không thấy gì trong nha. Không thấy trợ lý đâu, ở trong là không có người. Chiếc trực thăng này cái không gian của nó là cái là 3 vậy là này 5 chỗ. 5 chỗ. Đây, chiếc trực thăng đây chỗ cái ghế ngồi của phi công nha quý vị. Đây à. Chưa có hai ghế ha. Phía sau cũng có mấy ghế ngồi nữa. Đây khoảng có được 7 chỗ á. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu quý vị thấy video thú vị hãy cho Chính xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Kênh chuyên quay về độc lạ. Ở đâu thấy gì hay và độc lạ Chính sẽ quay về review cho quý vị mình xem. Quý vị hãy yêu mến kênh, hãy chia sẻ video mạnh lên trên các nền tảng xã hội để có nhiều người biết đến hành trình của kênh Độc Lạ Sài Gòn, đi khắp nơi tìm những gì hay độc lạ để mà truyền tải những thông tin mới nhất và thú vị cho quý vị mình xem. Tiền nhân ngày mới thì Chính cũng chúc quý vị mình được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp. Wow, hôm nay làm cơ trưởng lại trực thăng đi Hawaii. Quá thú vị luôn quý vị ơi, quá thú vị luôn. Yeah. À, sao? Rồi, quá xá độc lạ luôn. Cái càng của trực thăng này quý vị. Càng này cái bi sắt của nó là khoảng 10 cm á. Càng này dài khoảng gần 3 m, khoảng 3 m. Dài lắm quý vị. Rất là thú vị luôn. Lần đầu tiên tiếp cận với chiếc trực thăng. Đang chuẩn bị khởi hành cất cánh. Khoảng bằng chiếc xe 7 chỗ quý vị. Bằng chiếc xe 7 chỗ. Cái chỗ có chỗ ngồi nè, phía trước là hai hàng ghế sau nữa. Cái này là gọi là lần đầu tiên Huy cũng thấy được cái bên trong nó như thế nào nha quý vị. Chiếc trực thăng ha. Ghế sau có rất là hay luôn. 4 ghế nữa. Nếu quý vị thấy video thú vị hãy chia sẻ video mạnh lên cho các nền tảng xã hội nha quý vị để có nhiều người biết đến ngôi nhà úp ngược đó. Rồi trên sân thượng có chiếc trực thăng luôn nè quý vị. Đó. Chắc họ nó phải đợi phi công tới điền vòng chứ mình không biết lái máy bay. Có hai cái ghế ngã nè phía sau.